Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 46 đến câu 52. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Anh chị em thân mến, anh mù Ba-ti-mê là biểu tượng đức tin trong tin mừng của Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe. Người ta thường bỏ qua câu chuyện này để tìm kiếm một cái gì khác hơn về việc anh mù được chữa lành và được nhìn thấy. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng anh mù Ba-ti-mê đã biết cách đối phó với những người đã cố gắng làm cho anh ta im lặng. Sự kiên trì của anh mù đã làm tăng lên bản chất của một con người táo bạo về đức tin mang tính cá vị. Chúa Giêsu nói rằng chính đức tin là điều thúc đẩy anh mù Ba-ti-mê. Đức tin của anh mù này không phải là đọc thuộc lòng những lời tuyên xưng hoặc những lời kinh cầu nguyện hoặc tuân theo những luật lệ giáo điều nhất định. Đó là niềm tin mà anh ta không ngừng cho rằng Chúa Giêsu và chỉ có người là người có thể chữa lành và cứu anh ta những điều anh ta cần. Chúng ta có thể thấy đức tin này nơi anh mù Ba-ti-mê làm là anh ta hiểu Chúa Giêsu là ai, tức hiểu con vua David. Chỉ nói một lần trong tin mừng Marco, nhưng nó cho thấy mối liên hệ vô cùng quan trọng giữa Chúa Giêsu và vua David. Đối với anh mù Ba-ti-mê thì ai là con vua David? Thì người đó chính là người được Thiên Chúa tuyển chọn để sức dầu làm đấng Messiah. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và là con của hoàng gia. Điều này thật quan trọng để Chúa Giêsu có thể vào thành Jerusalem. Con người ấy và chỉ con người ấy mới có thể cứu. Anh mù Ba-ti-mê không những hiểu Chúa Giêsu là ai, mà còn kiên trì bất chấp những trở ngại. Đức tin không đến dễ dàng với mọi người. Nó phải vượt qua những trở ngại để đạt được những gì nó tìm kiếm. Những người trong đám đông cỡ trách anh mù, yêu cầu anh ta im lặng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng người mù là người bị coi thường và bị khinh rẻ thuộc vào loại bậc nhất trong xã hội đương thời. Anh mù vẫn cố la lớn để tiếng kêu van của anh ta có thể lọt vào tai của đấng đầy lòng thương xót. Hiểu Chúa Giêsu là ai và kiên trì kêu xin Chúa là một con đường đức tin mà anh mù Ba-ti-mê đã trải qua, và không ngừng thúc đẩy chúng ta tiến tới một đức tin như thế trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin luôn mở tai và tâm trí con để con có thể hiểu Chúa. Tiếng con thầm thì ngày đêm, xin Chúa lắng tai nghe.
Amen.